Review giường ngủ tích hợp hầm chứa đồ đa năng cho bé. Giường cho bé luôn là món đồ nội thất quan trọng, không chỉ đem đến một không gian đẹp mà còn mang lại cho bé những giấc ngủ ngon và sâu hơn. Sau đây iPhone xin giới thiệu mẫu giường máy chạy nhất Marshmallow dành cho các bé. Giường ngủ Marshmallow được làm từ gỗ công nghiệp chống ẩm cao cấp, độ bền cao, chống mối mọt và chống ẩm mố. Ngoài ra còn được bọc đệm da synthetic leather mềm mịn, thông thoáng, chống trời xước, ẩm mốc, cực kỳ an toàn, bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho bé. Không chỉ đầu giường mà thân giường cũng được bọc đệm da an toàn cho bé vui đùa mà không ngại va chạm với góc sắc nhọn. Với cơ chế nâng hạ hoạt động thông minh, giường ngủ tích hợp bộ khung giác tối ưu khả năng chứa đồ, có thể nâng hạ nhẹ nhàng với hai cánh tay đòn trợ lực, từ đó vừa tiết kiệm diện tích để đồ, vừa rèn luyện cho bé tính gọn gàng và kỷ luật. Ngoài ra, giường được thiết kế chân cao giúp dễ dàng vệ sinh và khiến gầm giường luôn thông thoáng, không ẩm mốc gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé. Đặc biệt, iPhone đã có chương trình ưu đãi sale up to 30% cho mọi sản phẩm. Đồng hành cùng iPhone để điểm tô không gian nhà bạn thêm hoàn hảo nhé.